rừng. Ngoài hộp có cái nhà. Anh thấy đang giận mua ông. Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo em Cường đến quen Cường cưa cây vú sữa. Cây vú sữa này rất là to và cao. Sát bên cây vú sữa này có một tổ ong rừng. Em Cường sẽ leo lên cưa cây vú sữa này như thế nào. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình. Cái nhà thấy cây sữa này cũng rất là to, lâu năm nha. Vì nó trong rập nên nó cái tàn nó không được bung ra nhiều. Anh mập sao anh trốn luôn rồi. Bên dưới có em Hơn theo phụ em Cười nha. Tình tính Hơn hả? Tình Hơn. Hơn mình nhớ. Hơn thua. Tình Hơn. Hơn nghĩa là không, Hơn thua hết cả nhà. Cái vú sữa này nằm giáp ranh của phường kế bên à. Vú bà thân mày. Cũng đã buộc cái sợi dây lên trên cái đầu cho anh. Oh.
Đang cưa ra hành củi phụ với em hơn nè. Cái này nãy mình mới xiết đi trong cái cây xoài, cái nhánh này lớn này, xiết thiệt chặt thì cho nó về bên phía đây. Ba giờ nó đi bên vườn hàng xóm thì sẽ trúng cây xoài đang có trái.
đẹp kêu à. Đó, xuống mương hết đi rồi tụt xuống, nhắc nào xuống đâu cứ xuống đại đi rồi họ xuống mương cưới gì đâu mà bay chéo một chiếc mất công. Đường cửa nó rớt 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 liền. Thank you.
bán mấy sợ chưa? Ừ? Bán cái hàng nào? Cái vậy con ơi, dính đó quấn đây lo xuống được à. Oh.
càng tốt, hết dây luôn đi nữa. Còn vô trứng giữa thì thầy cắt cái nấm này à, cho nó hết xuống đi. Rồi đó rồi, rồi rồi đi thẳng lên, thầy thẳng muốn bước thẳng luôn. Đi thẳng lại cái chỗ Tăng Dũng. Không ai nói chuyện dữ vậy chứ. Tăng Dũng làm dông giá còn muốn chết.
cái lóng rất là nhiều. Hôm chưa lại để làm kiển, em Cường cũng đã hoàn thành xong cây vú sữa cả nhà. Kết video tại đây rồi, tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà những video mới tiếp theo.